Anh ơi, lấy cá cho em. Mua mấy con cá màu ớt đi phóng sanh mừng năm mới. Dạ. Hôm nay mình quay trở lại phóng sanh các bạn nha. Hôm qua tưởng mấy bạn sẽ bị chết á. Con này nó lòi cái ruột lên về chắc sống không nổi đâu ha. Con này nó lòi cái bụng lên về sống sao nổi nữa anh. Không sống nổi đâu. Đâu? Nếu chết rồi không ra luôn rồi chồng cháu. Vậy hả? Ơi. Cái này đưa cho bếp luôn là được rồi chứ còn gì nữa đâu. Rồi nữa. Sao cái lòi ra tới đây luôn vậy ta? Cái này ở đây đi bị cấp cứu mai đâu. Đưa vô. Mai lại luôn có được. Dạ em đẩy nó vô đường luôn anh. Em đẩy vô đường rồi. Thôi thả luôn đi anh. Lấy hết luôn nha. Lấy hết mình thả hết luôn các bạn ơi. Năm mới mà. Dạ con tự đẩy cái ruột nó vô luôn. Con này thì nó mắc lưỡi câu trên miệng. Để gỡ cái lưỡi câu ra đó. Dạ để em gỡ lưỡi câu. Anh có cách nào gỡ lưỡi câu nữa không? Để bắt đầu. Dạ. Để chết in mấy em. Ok hết rồi. Thôi thôi cái đồ con làm cửa lại đi ông ơi. Là bắt mấy con kia kìa. Con làm cửa để người ta bán đi. Sao này nó bị người ta bóp bụng nó hay sao nó lòi ruột ra ha anh ha? Nó lòi nhưng mà sống vẫn được hả chú? Gì? Dạ. Được rồi. Anh mà bỏ oxy thở hay sao giờ đem ra bãi trước có thả? Em thả bãi trước nay có nhiều lớp lưới lắm em tính thả nhưng mà nó kẹt ở đây thì người ta lặn bắt hết vậy hả? Nhưng mà vậy bỏ oxy không được hả? Lên bờ hồi xíu nó chết rồi đúng không? À con này lên bờ là một hồi nó mới chết, sống hơi bị lâu. Em tính đem nó ra bãi trước. Bình thường. Vậy thôi để em xách ra bãi trước em thả. Vậy giờ lấy cái gì đựng mấy xu huynh? Lấy cái bịch vô hả? Dạ. Để đi rồi anh ra tính quá đơn giùm em luôn, em đi về liền anh. Trời anh vớt mạnh tay dữ anh. Dạ. Nghe nãy không Phụng ơi? Hôm nay đủ duyên đi đến quán Gạch Hào ăn một lần nữa để giải cứu hết số cá màu ớt. Những con cá này thì nó cũng thuộc dạng hiếm á nha. Nó chỉ trong tự nhiên thôi. Chín con. Con mẹ bỏ mình đi lấy cái nước bỏ mình ảnh. Bỏ mình. Em ra bãi trước thả. Không biết sóng đánh chịu nổi không à. Mình thì chỉ thả những con nào mà thấy nó quan trọng thì mình thả thôi. Hôm qua thả một lần rồi. Tụi mấy con kia nó chết ai ngờ nó vẫn còn sống nên thả luôn. Mấy ký vậy anh? 3 ký rưỡi anh kia. 3 ký rưỡi hả? Rồi.